Chào mấy anh em bảy chín đêm ha. Bữa nay ghiền làm bữa mà dính có mấy con mày mê rồi. Hai gà mà bắt được con gà mái, con gà trống bay luôn hết. Xéo này mình đi quýnh ban ngày nè anh em. 5:30 6 giờ mình đi văn lưới mình quýnh vô này gần 8 giờ nè. Cho nó ra ruộng dụ cho nó ra ruộng cái đầu mình dí nó. Nó tung lưới chắc được 20 con xéo. Gà thì thôi dính được con gà mái gà trống nó tung mà nó tung cái giường trên nó tung bay qua lưới cử máng lên cái giường trên ngồi sáng 5:30 thấy mà cũng bắt được đâu trống mồng đỏ lừ luôn bữa nay khoe thành quả vậy thôi chứ tới 19-20 tháng sau chiến tiếp nha anh em nay 14 rằm rồi thôi chúc anh em buổi sáng thành công nha chào anh em.